Tập 144. Hồn kích thước 7. Vũ hồn chân thân. Phóng thích vũ hồn chân thân sẽ khiến cơ thể trở nên to lớn hơn, chịu được nhiều hồn lực hơn. Sao mà lão sao tử lại thu nhỏ nhỉ? Sao thì biết cái gì? Chiếc này của lão sao ra chính là cưỡng ép áp dụng vũ hồn cho tốc độ bậc thoát đến cực hạn đường tam. Ta vẫn không muốn dùng đến vũ hồn chân thân bắt nạt tiểu bối, chỉ bằng lấy ám khí của người già chứng minh xem có thể ngăn ta được bao nhiêu. Được, tôi vẫn cẩn thận. Nên cẩn thận là ngươi. Biến mất rồi. Không đúng. Là nguyên lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực. Hay cho một đường tam. Thử chiêu này xem. Hồn kích thước 8, vũ yến phân thủy. Phân thân là 7, cất tục đó mới là bản thể. Mỗi một phân thân đều có thể là bản thể. Cho dù là phong trào đấu mà không thể là được sơ tốc độ phân thân của ra ra được. Rồi tăng vậy mà. Cho lợi hại thực sự của tăng ca của ta cũng còn chưa biết đâu. Tôi cực ma độc. Mới chết được chiến thắng chính là phải tìm được bản thể. Tăng ca của ngươi có lợi hại hơn nữa. Đó cũng là bản lĩnh của hắn. Liên quan gì đến ngươi? Chính là lúc này. Chính là đây. Cái gì? Chưa có hoàn toàn. Không ổn. Ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một tùy tùng của hắn mà thôi. Tôi có nghĩ sao thì nghĩ. Quan hệ giữa huynh đệ chúng ta làm sao mà không hiểu được. Không không. Tam ca, bạch lão gia tử, chỉ còn nửa nét hương. Đường tam, không trốn được đâu. Hồn hoàn 10 vạn năm. Đó là cái gì? Hồn chi này là quỷ dị như thế. Hoàn toàn không thể chạm ra được đường tạm. Ta sẽ không thi triển hồn kỹ. Lẽ nào là Tiểu Vũ, thì ra là linh hồn của muội vẫn luôn làm bạn với ta.
Bạch Hạc tiền bối, ta nhận thua. Hồn kỹ thứ sáu của người bá đạo như vậy, vì sao lại nhận thua? Đó chính là một hình thái trong hồn kỹ thứ sáu của ta. Hư vô, có thể miễn dịch tất cả công kích vật lý, suy yếu mọi năng lượng công kích. Nhưng như vậy đã không còn là so đấu tốc độ, là ta thua. Không, nếu ta dùng hồn kỹ thứ 8 để tăng cường tốc độ và phạm vi khống chế, người cũng có thể thi triển mọi chiêu thức để tránh bị va chạm. Đây là công bằng. Nếu tiếp tục nữa, người thua sẽ là ta. Được rồi, các người cũng đừng tranh nhau khiêm tốn nữa. Cuộc thi thí này coi như kết giao bằng hữu, bất phân thắng bại. Về phần đường môn, nào Lão Bạch Điểu, điều này tình hình ta đã nghe hai tên này nói rồi. Thật không ngờ ngươi lại là con trai của Đường Hạo. Công việc của ngươi và đường môn ta hôm nay cũng thấy được rồi. Nhưng mà tới đi, Lão Bạch Điểu, mẫn chi nhất tộc của các ông không phải có khát vọng mạnh lên sao? Quán khí của đường môn chúng ta đảm bảo, thì sợ gì chứ? Ta hiểu, các ông đều có ý tốt. Nhưng những năm nay, Lão Sơn Dương vẫn luôn trợ giúp ta. Ta dù sao cũng phải nghĩ cho hắn. Với tình hình của Lão Sơn Dương cùng oán niệm với Hạo Thiên Tông, chỉ sợ rất khó chấp nhận được môn. Tiền bối, nếu như Phá Chi Nhất Tộc đồng ý gia nhập đường môn, ông cũng sẽ dẫn đầu Mẫn Chi Nhất Tộc gia nhập chứ? Nhưng Lão Sơn Dương cũng không sẽ nói chuyện với hai người bọn họ. Ta hiểu rõ hắn nhất. Hắn là người rất cao ngạo, lại bảo thủ. Nếu không phải như thế, lúc trước tổn thất của Phá Chi Nhất Tộc có lẽ sẽ không lớn như vậy. Muốn thuyết phục hắn không phải chuyện đơn giản. Chuyện này cứ giao cho ta đi. Nếu như thành công, tứ tông tộc sẽ có thể đoàn tụ. Lão Sơn Dương sợ là ngày mai mới đến. Chúng ta hôm nay uống cho sảng khoái trước đã. Nào nào nào, Tam ca, bây giờ là linh hồn của Tiểu Vũ, ta sau này tuyệt đối sẽ không dùng nữa. Ít nhất ta có thể khẳng định Tiểu Vũ vẫn luôn ở cùng ta. Như vậy đã đủ rồi. Chỉ cần mưa ấy vẫn còn tồn tại, ta nhất định sẽ khôi phục được mưa ấy. Nào uống. Tiểu tử này, người đấy, uống thêm một bát. Này, Bạch cô nương, có chuyện gì sao? Hôm nay mình cũng rất lợi hại. Ta không nên nói mình là tùy tùng của Đường Tam. Ngươi làm gì vậy? Không có, không có. Ta chỉ là không ngờ có một ngày mỹ nữ lại nói xin lỗi với ta. Ta không phải ý đó. Chỉ là thế gia tiểu thư bình thường cũng không bao giờ ngó đến ta. Ta không cần phải nói xin lỗi ta. Ta mà là tiểu thư thế gia gì chứ? Nhiều năm như vậy,
Ở trong tông môn cuộc sống khốn khổ, chỉ có thể dựa vào thế giới của tông tộc độc quyền bởi TV2 do chẳng không thể không bỏ đi tôn nghiêm tổ tiên khắp nơi. Nhưng mà ta nghe nói tứ tông tộc đều từ chối trợ cấp hồn sư do vũ hồn điện cung cấp. Ai cần nhận ân huệ của bọn họ? Nếu không phải vũ hồn điện, chúng ta sẽ lại ra như hôm nay. Sẽ có một ngày ta nhất định phải chấn hương gia tộc, để giới hồn sư thấy được lợi hại của mẫn chi nhất tộc chúng ta. Mình có phải cảm thấy thực lực của ta không giỏi, nói những lời này rất không tự biết mình đúng không? Ta chỉ là nhớ tới mấy huynh đệ của ta. Huynh nói là Đường Tam, còn có ta, Tam ca, còn có năm bằng hữu khác. Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Còn họ đều giống như cô, có mục tiêu, cũng có dũng khí và quyết tâm phấn đấu quên mình vì mục tiêu. Thế còn huynh? Ta hả? Không có chỉ hướng gì, chỉ cần có thể sinh sống vui vẻ, không lo ăn uống là được. Có điều nếu như là vì người mà ta quan tâm, ta cũng có thể phấn đấu như thế. Ta sai rồi, ta sai rồi. Lần sau sẽ không dám nữa. Hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng cũng không thay cho điều gì. Người tốt nhất bao giờ những ý nghĩ đó của mình. Không thì ta thấy người một lần đã đánh một lần. Tôi từng thấy người trẻ tuổi nào chăm chỉ nhất chưa? Tiền bối quá khen. Ta chỉ là đã quen tu luyện vào sáng sớm. Tiểu Tam, nếu không có ai, ta có thể xưng hô với người như vậy không? Đương nhiên có thể. Ông là trưởng bối. Thật ra bà nội của ngươi là chị ruột của ta. Từ bối phận trên mà nói, ngươi phải gọi ta là cữu gia gia. Tỷ tỷ mất sớm, mấy đứa con của bà ấy đều là chúng ta nhìn đến lúc trưởng thành, cũng kể cả phụ thân của người. Cỗ Gia Gia, trên năm đó ta biết phụ thân người chắc chắn không chỉ vì nhất thời kích động mà kết thù trước oán với vũ hồn điện, cho nên chúng ta chưa từng thật sự trách phạt. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa lão Sơn Dương sẽ nhớ đến thần tình cũ này. Tiền bối Dương vô địch là người như thế nào? Thực lực của hắn là mạnh nhất trong bốn vị tộc trưởng chúng ta. Bất luận là sức mạnh của lão Tinh Tinh, phòng ngự của lão Tề Giác, hay là tốc độ của ta, đều không cản nổi chữ phá đó của hắn. Lại thêm thuật chế dược của bọn họ, chế dược, thuốc. Cố Gia Gia, ý của ông là lão Sơn Dương say mê luyện dược, mất ăn mất ngủ. Thực lực của người bây giờ so với hắn chênh lệch không ít. Muốn thuyết phục hắn chỉ có thể bắt tay từ các vị thuốc. Đây cũng xem như là bảo vật gia truyền của Mẫn Chi nhất tộc, và vẫn luôn cất giữ nó, chính là sợ bị lão Sơn Dương nhìn thấy. Người cầm lấy nó có lẽ sẽ có trợ giúp. Thủy tinh huyết long, bác phẩm trời sinh, tiến hóa vạn năm. Đây là thủy tinh huyết long tham ngàn năm. Qua ngàn năm nữa thì có thể tiến hóa thành cổ phẩm. Tiên phẩm dược thảo cỡ này hiếm thấy trên đời, là bảo vật vô giá. Cố Gia Gia, ta không thể nhận. Tiểu Tam, đây là quà gặp mặt Cố Gia Gia tặng cho người. Tương lai của Mẫn Chi nhất tộc đành ra phó vào trên tay người đấy. Ta tin ta sẽ không thất vọng.